kính chào quý bạn đọc yêu sách đến với cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề Quyển sách tôi yêu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tôi là Nguyễn Ngọc Yến Nhi, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiếu, huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk. Có nhà văn đã từng nói, chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, những tuổi 20 làm sao không tiếc, nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc, cọ sắc mà ấm quá. Phải không em? Thật đúng, tuổi 20 làm sao không khó tiếc cho tuổi trẻ, cho những ước mơ còn dang dở, cho tình yêu đôi lứa đẹp như mơ. Nhưng chúng tôi, các anh hùng, những người lính trẻ đã từ bỏ những giấc mộng xuân đó, khoác lên vai ba lô thẳng tiến, chiến đấu với lời thề, quyết tử cho tổ quốc hy sinh. Tuổi 20 có lẽ là quãng thời gian xanh quý nhất của đời người, nhưng tuổi xuân ấy đã tự nguyện hiến dâng cho nền độc lập tự do cho tổ quốc, không hề chờ đợi bất cứ sự tri ân hay báo đáp nào, hy sinh bản thân mình để giành lại độc lập cho tổ quốc thân yêu. Họ đã mãi mãi ở tuổi 20 in hẳn với cả lịch sử dân tộc Việt Nam. Đến với cuộc thi lần này, tôi xin được giới thiệu một cuốn sách nhưng chứa đựng một bầu trời thanh xuân ấy, Tuổi trẻ thời chiến. Cuốn sách ấy mang tên Mãi mãi tuổi 20. Cuốn sách đã chạm tới trái tim nhiều người và lấy đi nhiều nước mắt của không ít độc giả với sự chân thật và tình cảm chân thành, nỗi khát khao cống hiến những trăn trở suy nghĩ của tuổi 20 với bao ước mơ hoài bão mà liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc gửi gắm vào cuốn nhật ký đã làm lay động lòng người. Mãi mãi tuổi 20 là cuốn nhật ký thời chiến kể về những câu chuyện trong quân ngũ của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, những câu chuyện rất đỗi bình thường diễn ra hàng ngày. Nhưng dưới ngòi bút của Nguyễn Văn Thạc, chàng sinh viên đã từng đạt giải nhất học sinh giỏi văn lớp 10 toàn miền Bắc trở nên sinh động đến lạ. Nguyễn Văn Thạc sinh ra và lớn lên tại thủ đô nghìn năm văn hiến của chúng ta, đó là làng Bưởi, Hà Nội. Anh đã hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1972, khi chưa đầy 10 tháng tuổi quân và 20 năm tuổi đời. Dưới ngòi bút của Thạc, tất cả các hình ảnh một vùng quê miền Bắc được tái hiện một cách thực tế nhẹ nhàng và nên thơ. Những câu chữ mộc mạc được viết nhưng vẫn lay động lòng người đến lạ, để thấy một tình yêu quê hương tha thiết, xen lẫn niềm tự hào của tác giả. Tự hào lắm khi được lang thang trên mảnh đất mẹ hiền này và bảo vệ nó, còn ai hạnh phúc hơn ta nữa. Trang sách của cuộc đời chưa mở ra cho ta, nhưng mới ghé mắt nhìn, ta đã ngây ngất cả người. Năm 2005, cuốn nhật ký của Nguyễn Văn Thạc đã được nhà xuất bản Thanh Niên in thành cuốn sách Mãi mãi tuổi 20 cùng với nhiều lá thư, hình ảnh về anh. Cuốn nhật ký này đã gây được tiếng vang lớn trong toàn xã hội và trở thành một sự kiện văn học phát hành kỷ lục bởi giá trị nhân văn, nghệ thuật từ một tâm hồn cao đẹp, thiết tha yêu quê hương, đất nước. Cuốn sách dài gần 300 trang, gồm 8 phần, khổ 13x19cm, in xong và nộp lưu triệu tháng 9 năm 2005 được Đặng Vương Hương sưu tầm và giới thiệu. Mỗi chặng đường hành quân hay mỗi lần dừng chân nghỉ lại đâu đó, tác giả đã ghi chép lại một cách tỉ mỉ và cẩn thận, trên đó là những cột mốc đánh dấu cuộc đời mình. Tuổi 20 như một trang sách mở từng cánh cửa bước ra với cuộc đời thực tế, dẫu đôi lúc còn chút bỡ ngỡ vì mất thăng bằng cũng phải thôi. Bởi mười mấy năm sống dưới bầu không khí thanh bình, mình chưa biết rằng mình đã sống một đời cho cách mạng. Chính những chặng đường hành quân đi qua mỗi miền quê đã giúp Thạc sống gần gũi hơn với cuộc sống thực tế, đưa chàng sinh viên bước ra khỏi trang sách đến với cuộc đời cách mạng đầy hy sinh gian khổ, nhưng cũng rất đỗi tự hào để thấy mình sống có trách nhiệm hơn chính bản thân và cho quê hương, cho đất nước. Mình đã bắt đầu sống có trách nhiệm từ khi nào? Có lẽ là từ ngày 9 tháng 3 năm 1971, tháng 3 của hoa nhãn ban trưa, của hoa sấu và hoa bằng lăng nước. Vui sướng, tự hào, cảm động làm sao khi trên người ta là bộ quân phục màu xanh lá, anh sinh viên quen màu áo trắng của cánh cò, quen màu xanh da trời tháng nắng, mình chút bỏ không thương tiếc và chiều mến khoác lên mình màu xanh ấy, màu xanh của núi đồi thảo nguyên, của ước mơ và hy vọng, màu xanh bất diệt của sự sống. Tuổi 20 ấy phải gác đi những mong ước, dự định để mang trên mình màu áo lính, cống hiến tuổi trẻ cho đất nước với cái tuổi tự như những bông hoa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời. Mặt trời chính là tổ quốc, hướng dương chính là họ, những chàng trai trẻ đôi mươi, một chàng sinh viên trở thành một anh lính trẻ mang trong mình tình yêu đầu tiên trong sáng và mãnh liệt mà Thạc từng cho như anh, người con gái đầu tiên làm trái tim Thạc rung động, sao xuyến, nhớ nhung. Tình yêu của họ là một tình yêu đẹp, một tình yêu được xây dựng nên từ sự ngưỡng mộ, chờ đợi, sự hy sinh thầm lặng dành cho nhau, để lại trong nhau nỗi nhớ nhung vời vợi. Cách xa, nghĩ về Hà Nội là nghĩ về như anh.
vị đến những ngày bên nhau đi trong hương đêm mùa hè, đêm mùa thu. Ta gặp nhau làm gì nhỉ? Ta nắm tay nhau làm gì nhỉ? Ta siết chặt trong nỗi xúc động làm gì? Nhưng anh bé nhỏ yêu dấu đêm nay ở đâu? Thương như anh thật nhiều mà không biết nói sao, không biết làm sao cả. Tình yêu gói gọn trong nỗi nhớ, sự chờ đợi cách xa nhưng vẫn đẹp đẽ và đầy hy vọng. Hai con người ở hai phương trời xa cách, chờ thạc như anh nhé, chờ thạc cô gái Việt Nam trung thủy chọn đời với người yêu đi chiến đấu, chờ thạc như cô gái trong bài thơ của Tế Hanh. Em chờ anh không biết có thời gian, họ cùng hy vọng thì chờ đợi đến một ngày gặp lại để có thể trả lời câu hỏi hạnh phúc là gì nhỉ. Tình yêu tuổi 20 thời chiến tranh giản dị nhưng rất đỗi mãnh liệt, họ hy sinh hạnh phúc riêng tư để đặt tình yêu tổ quốc, tình yêu dân tộc lên trên hết. Đó là cái đáng trân trọng của lớp lớp thế hệ chiến tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Họ đã hy sinh hạnh phúc riêng tư và hy sinh bản thân mình. Cuốn sách Mãi mãi tuổi 20 là những dòng nhật ký rất đỗi chân thành, ghi lại một thời chiến tranh, bom đạn ác liệt đánh dấu những bước chân hành quân của người lính qua những miền quê yêu dấu. Sự thật và tình cảm chân tình bao giờ cũng lắng đọng trong lòng người một cách trọn vẹn nhất mà chẳng cần những lời nói hoa mỹ, phô trương. Tôi viết những lời cảm nhận này hy vọng góp phần nhỏ bé trong tâm nguyện của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Mình thành khát được sống như thế, sống trọn vẹn cuộc đời của mình cho đảng, cho giai cấp, sống vững vàng trước những cơn bão táp của cách mạng và của cuộc đời riêng. Nếu như tôi không trở lại, ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này? Tôi chỉ ao ước rằng ngày mai những trang giấy còn lại đằng sau sẽ toàn những lời vui vẻ, đông đúc. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta, những thế hệ thanh niên được sống trong hòa bình, chúng ta được sung túc hạnh phúc hơn. Tại sao chúng ta không có những hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ để viết tiếp những dự định, ước mơ đang dang dở của thế hệ cha anh đã ngã xuống cho độc lập tự do của dân tộc này, đất nước này. Nếu bạn còn đang do dự, đang còn mất phương hướng, hay bạn còn đang chìm đắm ngủ quên trong cuộc sống êm đềm, bạn hãy đọc Mãi mãi tuổi 20 để thức tỉnh tâm hồn của mình. Chúng tôi nguyện hiến dâng cả đời mình cho đất nước.